Thầy Ngộ Hoàng gửi tôi xem một bản tư liệu một đứa bé 13 tuổi niệm Phật vãng sanh Đứa trẻ này vướng phải căn bệnh nặng Cả nhà chẳng ai tin vào tôn giáo Bị bệnh nặng là bệnh ung thư di căn rồi bệnh viện nói với mọi người trong nhà đứa bé đó chỉ còn sống được một hai tháng lúc đó họ lại gặp được vài người bạn học phật khuyên họ hãy buông bỏ trị liệu đến đạo tràng ở rồi niệm phật cháu bé cũng đồng ý ở đó nghe kinh bộ kinh này giới thiệu Tây phương thế giới cực là cháu nghe hiểu Càng nghe càng hoan hỷ Thật sự chịu ăn chay Cảm động cả cha mẹ Cả nhà đều học Phật Quả thật 60 ngày Bạn xem Từ lúc nghe được Phật Pháp Rồi tin nhận làm theo Tổng cộng là 60 ngày Thật vậy, a di đà Phật đến tiếp dẫn cháu đến thế giới cực lạc. Bệnh ung thư là căn bệnh rất thống khổ. Sau mấy ngày này, tuy trong người có bệnh, nhưng cháu bé không hề đau đớn. Bác sĩ bảo cháu uống thuốc giảm đau, cũng không còn cách nào khác, không thể không uống. Về sau không uống, không chích thuốc giảm đau. Sau mấy ngày này cháu không uống thuốc, cũng không chích thuốc, nhưng mỗi ngày đều vui vẻ hoan hỷ Cùng với mọi người niệm Phật Thật sự niệm được a di đà Phật đến Vạn san rồi Đứa bé này rất thông minh Lúc ra đi Không để cho cha mẹ Chị gái Và một số anh chị em đến xem Chỉ để bạn bè học Phật Giúp cháu trợ niệm Cùng cháu niệm Phật Vì sao phải làm vậy? Vì Sợ thấy mà Sẽ động tâm Vậy thì không thể bạn sanh được Đây là cách làm vô cùng thông minh vạn sanh được một hai ngày người nhà đến thăm cháu lúc thấy cháu toàn thân đều mềm mại gương mặt như lúc còn sống đứa bé này cũng là vì chúng ta thể hiện nói với chúng ta vãng sanh không khó chỉ cần dùng chân tâm Đối với thế gian này Không được có chút lưu luyến nào Có mảy may lưu luyến Sẽ trở thành chướng ngại Tuyệt đối không phải a di đà Phật không từ bi Chúng ta phải biết a di đà Phật không lúc nào không có Không lúc nào không có Vì sao Ngài là Pháp Thân Pháp Thân ở khắp mọi nơi Chúng ta đều đang sống trong pháp thần của A Di Đà Phật. Làm gì có chuyện ngài không hay biết gì? Chỉ cần bạn đầy đủ những điều kiện này, Phật liền hiện thân. Điều kiện là gì? Là cảm Phật liền có ứng Điều kiện không đầy đủ Năng lượng cảm của các vị Không đến mớ Dù Phật đang ở trước mà Cũng không thể hiện được Thật sự Dùng chân tâm để cảm Chuyện thế gian chỉ là hư vọng Là vọng tâm cảm vọng tâm không cách gì cảm động được chân tâm chân tâm có thể ứng vọng tâm cảm ứng đạo dao không thể nghĩ bàn